Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ chuyển thể phim Hiến Ngư của tác giả Phù Hoa. Chương 33, Ngủ. Liêu Đình Nhạn nhìn thấy Tư Mã Tiêu đi đến nơi cao của Tam Thánh Sơn. Lúc đó hình như hắn không lớn mấy vì trên mặt vẫn có nét trẻ con. Một mình hắn dạo hết vòng này đến vòng khác ở nơi cao, lại đi xuống dưới hết tầng này đến tầng khác, đi đến cuối rồi lại đi lên từ bên kia cầu thang. Bóng dáng trông mệt mỏi dã rời lại còn cô độc. Xung quanh rất yên tĩnh, đến tiếng gió thổi còn không có gì đó nghẹt thở khôn cùng. Cô còn nhìn thấy một mình hắn đi đến giữa khóm nhật nguyệt u đàm. Lúc ấy mỗi bó u đàm chỉ nở một đóa, không bao giờ tàn, nhưng ngắt đóa hoa xuống thì cả bó sẽ cạn khô. Hắn đứng ở đó nhìn những bông hoa này, đưa tay hái đi rất nhiều, hái xong còn chán ghét vứt xuống đất, mặc kệ nó khô héo. Đây đều là những mảnh ký ức rời vụn. Lúc trước Liêu Đình Nhạn bước vào linh phủ của Tư Mã Tiêu đã đón được rất nhiều mảnh vỡ thần hồn của hắn. Chắc là vì nguyên nhân này mà từ sau lần đó, đôi khi trong lúc nghỉ ngơi, cô sẽ nhìn thấy những mảnh vụn ký ức liên quan đến Tư Mã Tiêu như thế này lướt qua từ khe hở nhàn nhạt lúc cô ngủ. Có lúc cô thậm chí còn cảm nhận được một chút tâm trạng khi ấy của hắn. Tâm trạng hắn lúc nào cũng không tốt, sau khi cô thức dậy nhớ lại, cảm thấy chắc ngày nào hắn cũng không vui. Tất nhiên, cô cũng hiểu được, bị nhốt trong đó như ở tù, ai mà vui cho nổi. Ngoài trừ hậu di chứng này, sau khi thần giao với sếp lớn sư tổ còn có một điểm lợi chính là tu sáu của cô bây giờ dần dần tiến bộ. Dù cô hoàn toàn không tu luyện vẫn có thể lên cấp, vậy nên cô cứ thấy mình như bị lấy dương bù âm, khá là ngại ngùng. Tư Mã Tiêu không hề có chút ngại ngùng. Ngoài việc tỏ ra thân mật với cô hơn một chút thì hắn không có gì khác thường. Điều này làm Liêu Đình Nhạn thấy nhẹ nhõm. Cô không có cảm giác chân thật gì cả. Có thể vì thánh thần giao này cao tay ấn quá. Còn nhân sinh quan của cô lại quanh quẩn ở khoa học của thế giới người phàm. Định nghĩa về quan hệ gắn bó nhất là quan hệ tình dục cấp thấp. Vậy nên lại không có cảm giác chân thật với cái kiểu thân mật của người tu tiên này. Còn về Tư Mã Tiêu, hắn sẽ không thay đổi bản thân vì có quan hệ gắn bó gì với ai đó. Thế nhưng hắn thế này lại bằng một cách thần kỳ nào đó khiến Liêu Đình Nhạn càng dễ chấp nhận hơn. Vì vậy chưa được mấy ngày, Liêu Đình Nhạn lại có thể tự nhiên nằm từ cạnh hắn như lúc trước. Họ mạo danh hai vị tiểu thư công tử của Dạ Du Cung, được đưa đến thần học phủ của Canh Thần Tiên Phủ, hiện giờ đã đi hơn nửa đường. Thân phận bây giờ của Liêu Đình Nhạn là đại tiểu thư Vĩnh Linh Xuân. Tư Mã Tiêu là ca ca của cô, Vĩnh Thi Thu, hai người bọn họ một người thì diễn dở, một người không thích diễn, khó tránh không khớp với hình tượng của hai vị tiểu tổ tông lúc trước. Tất nhiên là hai tu sĩ Nguyên Anh trong phái đoàn Dạ Du Cung đến bảo vệ họ cũng nghi ngờ nhưng họ lại không tìm thấy điểm khác lạ, cũng chỉ có thể coi là mấy đứa trẻ mới lớn tính tình dị hợm. Hai vị tiểu tổ tông thật sự bị Tư Mã Tiêu biến thành hai con gà núi chi chít lông đem cho Liêu Đình Nhạn chơi. Liêu Đình Nhạn không thích chơi gà con bé rắn đen bị Tư Mã Tiêu biến thành ngón tay cái thô ráp, lại rất thích chơi hai con gà con này, thường xuyên lượn vòng quanh chúng trên bàn, chơi tới hai con gà nhỏ tội nghiệp kêu lên chích chích. Lúc họ rời Lạc Hà Tiên Phường, để nịnh nọt họ, vị tu sĩ đầu rắn kia còn khen gà núi họ nuôi cực kỳ lanh lợi, còn tặng họ cái lông nhỏ quý hiếm nạm đầy vàng bạc châu báu, vừa hay nhét vừa hai con gà núi. Vậy là Liêu Đình Nhạn bị ép nuôi hai con pet. Đỡ cái là không cần cô cho ăn, rắn đen ngu người ăn xong tự động đem mớm thức ăn vụn cho hai con gà, cực kỳ vui vẻ. Liêu Đình Nhạn, ok, nhờ mày nuôi đó. Tuy hai vị thiếu niên thiếu nữ đầy dã tâm đã biến thành gà con nhưng so với mấy ông lớn bị Tư Mã Tiêu đập chết trước đây thì chúng còn sống đã là may lắm rồi. Tư Mã Tiêu gõ gõ cái lồng, khiến hai con gà nhỏ khiếp đảm run lập cập. Chúng rất sợ Tư Mã Tiêu, thấy hắn liền run rẩy. Tư Mã Tiêu lúc không có gì làm sẽ đi chọc gà, nhìn chúng run thành một nhúm. Nhưng mà phần lớn thời gian hắn đều không quan tâm đến hai món đồ nhỏ kia, hắn thích tới ôm Liêu Đình Nhạn rồi ngủ hơn. Cái kiểu ngủ này không phải ngủ bình thường, vì thần hồn của hắn còn chưa phục hồi, vậy nên hắn thích đi ngủ trong linh phủ của cô. Thế là hành động thế nào nhỉ? Nếu phải lấy ví dụ thì đại khái là gia cảnh của hắn xấu xí quá, hắn nghỉ ngơi không tốt, thế nhưng khí hậu nhà Liêu Đình Nhạn lại rất dễ chịu dễ ngủ, vậy là hắn liền vào nhà cô ngủ. Thần hồn của hắn vào trong linh phủ của cô, chỉ cần không cố tình quấy rầy thần hồn của cô thì sẽ không có cảm giác gì kỳ quái. Tuy thần hồn của Tư Mã Tiêu chỉ yên lặng ở trong linh phủ của cô nhưng cũng để lại sự có mặt rất dễ nhận biết, dẫn đến việc Liêu Đình Nhạn đã mấy ngày không ngon giấc nhưng năng lực thích ứng của cô rất mạnh mẽ. Một khi xác nhận Tư Mã Tiêu không có động tác gì khác sẽ tùy tiện để hắn ở yên đó, mạnh ai nấy ngủ. Nhưng đối với Tư Mã Tiêu mà nói, ngủ là một trải nghiệm mới lạ. Trước đây hắn rất khó hiểu niềm yêu thích của Liêu Đình Nhạn với việc ngủ nghê. Mãi đến giờ, thần hồn của hắn nghỉ ngơi trong thần phủ của Liêu Đình Nhạn, không còn mùi máu tanh với cảm giác bức bối, không còn ngọn lửa khô cằn, chỉ có hoa thơm gió thổi, dễ chịu thoải mái. Tư Mã Tiêu có được giấc ngủ ngon đầu tiên trong đời. Sau đó thì trở thành quen thói, chỉ cần Liêu Đình Nhạn thường người bắt đầu nghỉ ngơi, bên cạnh sẽ bắt đầu mọc ra một chiếc Tư Mã Tiêu. Muốn ngủ thì cùng ngủ, không chỉ dành nửa cái giường của cô, còn dành cả địa bàn linh phủ của cô. Không biết có phải do dạo này ăn no ngủ kỹ quá không, Liêu Đình Nhạn cảm thấy Tư Mã Tiêu tốt tính hơn hẳn. Bọn họ đi cả đoạn đường nửa tháng mà hắn không giết một người nào. Cô còn tưởng hắn lột xác về lại là muốn đại khai sát giới chứ. Thế nhưng hắn lại diễn tròn vai diễn trước mắt, đến được Mộc Gia ở ngoại phận Canh Thần Tiên Phủ. Mộc Gia ở ngoại phủ Canh Thần Tiên Phủ. Mộc Gia ở ngoại phủ có liên hệ mật thiết với Mộc Gia ở nội phủ, mà Mộc Gia ở nội phủ lại liên hôn với tộc trưởng môn sư thị rất nhiều năm, vậy nên ở ngoại phủ, Mộc Gia cũng có thế lực không nhỏ. Ông ngoại của Vĩnh Linh Xuân và Vĩnh Thi Thu là một vị trưởng lão ở Mộc Gia, vì trong số con cái của ông ngoại, mẫu thân của cả hai khá được yêu chiều nên vị trưởng lão kia đã đích thân đón chúng. Nếu là lúc vừa mới xuyên không bị bắt đi gặp vị trưởng lão kia như vậy, Liêu Đình Nhạn cảm thấy chắc mình không đỡ nổi, nhưng bây giờ cô giống như người chơi phá đảo lấy ơ clone chơi lại, tới cả sinh vật ở tầng cao nhất của bậc dinh dưỡng trong Canh Thần Tiên Phủ là Tư Mã Tiêu mà cũng đã ngủ cùng rồi, giờ còn sợ người nào khác nữa. Dù quy tắc ở Mộc Gia có nhiều cách mấy, người đông cách mấy, cô cũng có thể thản nhiên mà hóng chuyện với Tư Mã Tiêu. Có lão làng đưa đi thăng cấp đã vậy đấy. Ông ngoại, trưởng lão trông rất trẻ trung, tuổi tác trông chỉ cỡ hàng cha chú của họ nhưng lại rất có khí chất, rõ là nhân vật sống quen với địa vị cao. Dù có chút cảm tình với hai đứa cháu thì nói chuyện vẫn có đôi chút cảm giác người trên trước. Trong mắt Mộc trưởng lão, cháu trai cháu gái ngoan ngoãn thỉnh an ông, nhưng thật ra Liêu Đình Nhạn từ lúc bắt đầu bước vào đã bị Tư Mã Tiêu đưa đến ngồi trên chiếc ghế ở một bên, nhìn Mộc trưởng lão biểu diễn với không khí ở đối diện. Thuật che mắt, kinh thật. Liêu Đình Nhạn đã từng thỉnh giáo Tư Mã Tiêu cách học các loại kỹ năng, kết quả ông boss này lại nói, cái này mà còn cần phải học, tự nhiên biết thôi. Liêu Đình Nhạn, cáo từ. Cái này chắc là khác biệt bẩm sinh. Thỉnh an Mộc trưởng lão xong, cả hai lại được quản sự của Mộc Gia đưa đến thần học phủ ghi danh. Sau này họ sẽ sống trong thần học phủ giống như các đệ tử của gia tộc ngoại phủ khác. Đến khi nào thành tích giỏi giang tốt nghiệp được sẽ được thu nạp đến nội học phủ tiếp tục học lên, hoặc học không ra gì thì về nhà tìm đường khác. Vậy là, tổ tông đưa tôi đến học cơ bản à? Liêu Đình Nhạn nhìn chằm chằm cái học phủ đại học version thế giới huyền huyễn này, hơi không ổn lắm. Cô hoài nghi không biết mình có thể hiện ra mặt hiếu học nào không mới bị đưa vào đây, nhất thời cảm thấy vô cùng hối hận. Thật ra, cô cũng không có muốn học lắm, kỹ năng gì đó, biết thì tốt, không biết thì thôi, cô thật sự không muốn gượng ép. Ở thế giới cũ vốn đã học mười mấy hai chục năm, tiêu mất 8-9 phần 10 cuộc đời, không dễ giàu gì mới xuyên không nghỉ mát được, kết cuộc lại phải học, vậy thôi chết đi cho rồi. Tư Mã Tiêu, học cái gì? Ta đến để giết người. Liêu Đình Nhạn, vậy thì tôi yên tâm. Ấy, không, ngài còn muốn giết ai? Tư Mã Tiêu sầm mặt, giết cả tộc sư thị với những gia tộc có quan hệ mật thiết với chúng. Không ngờ phản ứng đầu tiên của Liêu Đình Nhạn lại là vẫn may tên tổ tông này chưa định giết hết cả Canh Thần Tiên Phủ, nếu không nhiều vậy giết làm sao xuề. Tư Mã Tiêu nhìn cô, đột nhiên lại nói, ta để nể tình nàng tha cho những người khác rồi. Ta nhất định phải giết hết cả tộc sư thị, nàng không phải nghĩ gì nữa. Liêu Đình Nhạn, tôi nghĩ cái gì cơ chứ? Nể tình tôi tha cho những người khác. Tôi có máu mặt dữ vậy? Ủa có lộn không vậy? Tại sao lại phải nể tình tôi? Tôi có khuyên ông đừng giết người lung tung bao giờ chưa? Liêu Đình Nhạn nghĩ thầm, tại sao Tư Mã Tiêu lại thể hiện như mình có thủ thỉ đầu giường gì với hắn vậy? Tên tổ tông này tẩm bổ quá liều rồi à? Tư Mã Tiêu nửa cười nửa không, gõ ngón tay lên trán cô. Chắc nàng không biết lúc thần giao ta có thể thấy được một vài suy nghĩ của nàng. Vì vậy tuy là cô không nói nhưng việc cô chống đối với chuyện giết người vô cùng rõ ràng. Hắn bằng lòng từng chút chiều ý cô, dù trước kia hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ đến mình sẽ bằng lòng chiều ý người nào đó. Ok, kết án. Những lúc thế này, Liêu Đình Nhạn lại không khỏi nghĩ đến nếu lần sau có thần giao nữa, trong đầu nhất định không được nghĩ gì bậy bạ. Sao mình lại phải cân nhắc lần sau? Không được nghĩ nữa, nghĩ là nát thận. Họ được phân vào thiên tự ban của thần học phủ, sống ở biệt thự cao cấp của học sinh, một khoảng sân lớn biệt lập, có thể chứa cả hai người bọn họ và cả đoàn tùy tùng vệ sĩ. Các chư vị liên quan đến học tập ở đây gần như đều sắp xếp theo tiêu chuẩn như vậy, có vài nhân vật hết sức thoát tục thiếu điều còn dắt theo ba má. Trong học phủ, ngoài những công tử tiểu thư có liên quan như họ, còn có đệ tử cấp thấp được tuyển chọn do có tư chất hơn người. Vì khu vực Canh Thần Tiên Phủ quá sức rộng lớn nên đệ tử ở trong phạm 6 thành trì đều được tuyển chọn mỗi năm, không cần phải đi khắp nơi tuyển chọn nhân tài tu tiên giống như các môn phái bậc trung bậc thấp khác. Ngày đầu tiên vào học phủ học tập, tiếng chuông học phủ xa xăm kêu tiếng đầu tiên, Liêu Đình Nhạn đã bật dậy khỏi giường. Liêu Đình Nhạn vốn trời sập xuống vẫn bình chân như vải ăn no ngủ kỹ, đã ngủ là không dậy nổi. Hôm nay dậy sớm lạ thường, còn loay hoay ngồi trên giường không ngủ tiếp được. Tư Mã Tiêu mở mắt, sao đấy? Liêu Đình Nhạn trông không ổn lắm, cô ấy mà, lúc trước học hành cũng bình thường. Nhiều lúc bình thường có nghĩa là tuân thủ nội quy, vì vậy có thể coi cô là một học sinh ngoan, không đi trễ, không trốn tiết. Dù đổi một thế giới khác, đã biến thành thế này rồi. Nghe tiếng chuông trường vẫn bị thôi thúc phải thức dậy lên lớp. Nếu không lương tâm bất an, ngủ không ngon, giáo dục hiện đại độc hại thật, không khác gì huấn luyện chó. Liêu Đình Nhạn nhìn sang tên tổ tổng bị mình dụ dỗ vào con đường ngủ nghê, kéo hắn dậy. Tư Mã Tiêu, Liêu Đình Nhạn kéo hắn đi học. Đi học? Tư Mã Tiêu nhìn cô âu yếm với ánh mắt nàng hư não rồi phải không? Sau đó vẫn tiếp tục duy trì ánh mắt này cả đoạn đường, tới tận lúc bước vào cửa lớp. Đã bắt đầu vào học. Một tu sĩ Nguyên Anh đang đứng trên giảng về cách chuyển động linh lực khác nhau và ảnh hưởng linh căn của thuật ngũ hành. Liêu Đình Nhạn kéo tay áo Tư Mã Tiêu, tổ tông, thi triển thuật che mắt đi, chúng ta lén đi vào. Tư Mã Tiêu. Vài giây sau, Liêu Đình Nhạn kéo theo tổ tông đang không được vui cho lắm bước vào lớp, tìm một góc ngồi xuống ngay dưới sự chứng kiến của giáo viên. Sau khi Liêu Đình Nhạn ngồi xuống, lại đưa mắt nhìn các bạn học xung quanh. Thở phào ngáp một hơi, ổn rồi, giờ chúng ta ngủ tiếp được rồi. Chương 34, đi học. Cuối cùng vẫn ngủ không yên thân, bởi vì Tư Mã Tiêu không có ý định ngủ tiếp, dù hai người họ có coi cái chuyện chui vào linh phủ người kia đi ngủ đơn giản như chuyện ăn uống ngủ nghỉ, nhưng dù sao đây cũng là một việc riêng tư lại nguy hiểm. Dưới con mắt của bàn dân thiên hạ, Tư Mã Tiêu không thể yên tâm đi ngủ được. Đã ngủ không được thì hắn chỉ đành chán nản ngồi thừ ra đó, ngón tay khẽ động đậy, rất nhiều quả cầu nhỏ nổi trong lòng bàn tay. Ban đầu Liêu Đình Nhạn nghĩ hắn đang chán trường giết thời gian, kết cuộc nhìn một lúc mới thấy trên mấy quả cầu kia đều có chữ, hình như là họ tộc, hắn cũng không phải đang nghịch mà là đang chọn lựa. Liêu Đình Nhạn không có gì phải nghi ngờ, người bị chọn chúng sẽ là mục tiêu tiếp theo của Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu chẳng hề có hứng thú với việc học hành, ngồi đây rút thăm chết chóc, còn Liêu Đình Nhạn không ngủ là vì đang bị hấp dẫn bởi bài giảng của giáo viên. Tu sĩ Nguyên Anh đang giảng về các vấn đề cơ bản như các kiểu chuyển động linh lực và linh căn ngũ hành, trùng hợp lại trúng ngay chỗ Liêu Đình Nhạn còn chưa rõ, thế là cô ườn ra đó nghe giảng, còn lấy đệm mềm gác tay để dễ chịu hơn. Vì Tư Mã Tiêu mà cái góc của họ gần như là góc chết, chả ai thèm nhìn xem họ đang làm gì. Liêu Đình Nhạn ngồi với tư thế thoải mái nhất nghe giảng được một lúc, cảm thấy mình có thêm chút kiến thức. Cô có không một khối tu vi, hờ hững như các lầu trên không vậy? Tu sáu cao hay thấp quyết định bọn họ có thể dùng bao nhiêu linh lực, độ mạnh yếu của thuật pháp được thi triển, mà trong đó, linh căn ít nhiều khác nhau quyết định sức điều khiển của họ với linh lực ngũ hành và những thuật pháp họ có thể thi triển. Lúc trước Liêu Đình Nhạn đã tự nhắm mắt mày mò ra kỹ năng của mình, có thể so như làm đề toán, không biết công thức, mấy bài dễ thì còn bấm ngón tay nhẩm được, những bài phức tạp thì cô lại không có cách nào dùng được. Các tiền bối tu tiên giới để lại vô số thuật pháp, các tu sĩ không những phải tu luyện nâng cao cấp bậc mà còn phải học các loại thuật pháp. Một trong số những nguyên nhân Canh Thần Tiên Phủ có thể trở thành đệ nhất tiên phủ chính là vì họ có nhiều sách cổ thuật pháp nhất, thuật pháp có công lực lớn mạnh, cũng không phải đệ tử nào cũng có thể tu tập được. Tu 6 là cấp bậc nhân vật, thuật pháp học được là kỹ năng nhân vật, dùng game để so sánh thì hiểu rõ hơn. Sư tổ, ngài cũng từng học rất nhiều thuật pháp sao? Liêu Đình Nhạn quay sang hỏi bạn cùng bàn đang chơi cầu. Mặt mũi bạn cùng bàn trùng trương không có sáng sủa lắm nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô, không có. Vậy là cái người này toàn dùng thuật pháp tự chế. Liêu Đình Nhạn cũng không lấy làm kinh ngạc, bởi vì thuật pháp tên này dùng đa số đều mang tính sát thương cao, dùng để giết người, vậy là chắc hắn lĩnh ngộ được trong quá trình giết người. Thuật pháp tự chế mà còn là thuật pháp có tính sát thương cao cực kỳ khó, không phải thiên tài thì rớt ngay từ vòng gửi xe. Đối diện với một học sinh xuất sắc thế này, lại nghĩ tới thuật pháp duy nhất mình chế ra chính là cái thứ thuật pháp thấp kém để đắp mặt nạ nước, Liêu Đình Nhạn không khỏi nể phục. Ngầu, đúng là chỉ có tổ tông mới trâu được vậy. Bên trên, giáo viên đang dùng một thuật pháp hệ nước làm ví dụ, Liêu Đình Nhạn học theo nhưng thất bại. Căn bản không vững, dễ gãy ghê. Cô lại thử thêm lần nữa, vẫn lại thất bại. Tư Mã Tiêu bên cạnh nhìn hết vô, nắm lấy tay cô, một luồng linh lực nhỏ đi thẳng vào linh mạch của cô, đưa linh khí lạc lối trong người cô nhanh chóng chuyển động một vòng. Bàn tay Liêu Đình Nhạn đẩy ra lập tức đánh ra khí băng lạnh, thuận theo ý muốn của cô đọng thành một cái tháp băng nhỏ. Tuy cái tạo hình hiện tại của cô hơi giống Thủ Đáp Thiên Vương nhưng cô lại có chút hào hứng. Tư Mã Tiêu đơn giản thô bạo dẫn đường, để cô nắm được thuật pháp này với tốc độ nhanh nhất. Bây giờ cô chỉ đang xé nháp, có thể đọng thành một cái tháp nhỏ, nếu cô dùng hết sức thậm chí có thể đọng thành một cái tháp băng cao lớn hoặc biến thành các dáng vẻ khác, ví dụ như vũ khí gì gì đó. Có cái thuật pháp còn con mà thử cả hai lần đều thất bại, đúng là. Tư Mã Tiêu chạm nhẹ cái tháp băng kiên cố, nhiệt độ cao lập tức làm nó tan chảy, biến thành một khối khí nước, lại bị hắn lật trong tay thành một phiến băng châm sắc nhọn, chỉ trong chớp mắt, hắn lại tự chế thuật pháp, biến chuyển khôn lường, dễ dàng như việc thở vậy. Liêu Đình Nhạn, Tư Mã Tiêu, nàng học được gì với cái đám gà mờ kia rồi? Hắn động đậy ngón tay, phiến băng châm kia lại biến thành kim loại lấp lánh. Sếp lớn, băng sao lại thành kim loại? Ông chơi ăn gian cũng tính hả? Tư Mã Tiêu, linh căn của ta đặc biệt, nàng không dùng như vậy được nhưng nàng có thể dùng cái khác. Dường như đột nhiên hắn lại cảm nhận được thú vui khi làm thầy, nắm lấy tay Liêu Đình Nhạn, dạy cô các đường lưu chuyển trong linh mạch cơ thể của các loại thuật pháp, còn có ý muốn cô học dùng ngũ hành tương sinh để ổn định thao tác. Nàng dùng hệ thủy, mộc với thổ là tốt nhất, tấn công, tốc độ và phòng thủ, nàng còn có thể dùng thuật phát diễn sinh. Tư Mã Tiêu vừa nói vừa lấy Liêu Đình Nhạn làm thí nghiệm, để linh lực gột rửa trong linh mạch của cô. Cái này, nếu linh lực hệ thủy xung quanh có đủ, nàng dùng hết sức có thể hủy diệt được thành trì trong vòng 100 dặm xung quanh. Liêu Đình Nhạn, thôi khỏi đi. Tu sĩ hệ mộc đa số vô dụng lắm, nhưng chúng vô dụng là chuyện của chúng, nàng có thể như thế này. Có thể biến cơ thể người thành gỗ, lúc này lại thêm vào mồi lửa, thiêu thành tro là xong, dễ lắm. Liêu Đình Nhạn, tôi cảm thấy đất và đá chỉ là chất thay đổi thôi, nàng có thể ngưng đọng đất thành đá, kẻ nào tu 6 thấp hơn nàng một cấp, nàng có thể dùng thuật pháp này tùy ý mà đập, thịt hay xương gì cũng nát. Liêu Đình Nhạn, đủ rồi, tổ tông, đủ thật rồi, linh mạch của tôi chịu không nổi cái cách dạy học thực tiễn của ngài, sắp nứt ra tới nơi rồi. Tư Mã Tiêu rút tay về, không vừa lòng mấy, tu 6 hóa thần vẫn còn yếu quá. Liêu Đình Nhạn tin rằng nếu không phải do ăn cánh hoa ngưng huyết một lần rồi thì hiệu quả sau này không lớn mấy nữa thì hắn nhất định sẽ dồn cho cô ăn thêm 10 mấy 20 cánh, cho cô lên luôn bậc cao nhất. Tôi thấy vừa lòng rồi, được rồi, thật đấy, ngài nghỉ ngơi trước đi, ngài uống bia đi. Liêu Đình Nhạn móc ra linh dịch đã chưng cất rồi đem giấu từ trước, rót cho hắn một ly. Nếu không phải so với Tư Mã Tiêu thì tu sáu hiện tại của cô thật sự không tệ. Tư Mã Tiêu bưng lấy cái ly, ánh mặt chê bai, bia là cái gì? Tên tổ tông này trước giờ không ăn không uống, bảo hắn ăn ít đồ còn khó hơn bảo hắn giết người. Ly linh dịch cuối cùng kia là do bé rắn đen uống cạn, sau khi nó biến thành nhỏ lại thì như không có tồn tại, đi theo hai người đến lớp, cả buổi trời mà hai người còn không chú ý tới nó cũng ở đó. Nó cũng không quan tâm chuyện này, bò ra uống hết một ly linh dịch lại cuộn trên mặt bàn chơi cầu nhỏ. Mấy trái cầu nhỏ Tư Mã Tiêu làm ra lăn khắp nơi trên bàn, có một viên còn bị bé rắn đen đội đến bỏ vào tay Liêu Đình Nhạn. Liêu Đình Nhạn nhìn chữ mộc, viết trên đó, ngài muốn xử lý tộc Sư Thị và những gia tộc có liên quan mật thiết, nhưng mà sao ngài biết được rốt cuộc họ có qua lại mật thiết với gia tộc nào? Cô thật sự không hiểu. Vị tổ tông này bị giam ở Tam Thánh Sơn lâu tới vậy, không rõ bất cứ chuyện gì, vừa ra được mấy ngày đã kiếm chuyện, cũng chả thấy hắn đi điều tra gì, sao hắn lại biết được quan hệ phức tạp của những gia tộc kia. Tư Mã Tiêu lại dùng cái vẻ mặt như đang nhìn con ngốc mà nhìn cô, chúng tự nói với ta cả rồi còn gì. Liêu Đình Nhạn, rốt cuộc là anh đang nói cái gì vậy, thấy mình như mất não vậy. Tư Mã Tiêu tựa ra sau cái ghế con, một tay nghịch mấy quả cầu, xem chúng đã hy sinh những người thế nào ở thử thách quyết đấu 100 người tại Linh Nham Sơn Đài, nhìn xem những gia tộc kia đã hợp tác với nhau thế nào, nhìn là biết quan hệ ra sao. Hà, Liêu Đình Nhạn còn tưởng lúc đó chỉ là hắn tự nhiên lên cơn, không ngờ lại còn có mục đích à. Cô quay đầu, tập trung ánh mắt về phía giáo viên đang giảng bài. Bỏ đi, con người Tư Mã Tiêu là một vấn đề phức tạp nhất, không cần nghĩ tới hắn nữa. Tinh túy cuộc sống của cá muối chính là nhàn rỗi. Tư Mã Tiêu áp mấy quả cầu nhỏ lại với nhau, vuốt nhẹ đầu ngón tay cô, nàng bóc một cái đi. Liêu Đình Nhạn miễn cưỡng bỏ bé rắn đen vào trong đống cầu, cho đứa nhóc ngốc nghếch chọn đi. Bé rắn đen vui vẻ chui vào đống cầu nhỏ, cuốn một lượt 3 quả chơi đùa. Tư Mã Tiêu khẽ đầu rắn của nó, lấy 3 quả cầu lên nhìn. Tối hôm đó, không biết hắn đã đi đâu, cả đêm không thấy về. Liêu Đình Nhạn mất đi một máy hộ tống bảo vệ làm càn, ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp. Vì chỉ có mình cô, hôm nay đến học một môn khác, lại có một thanh niên mặt người dạ thú chủ động đến ngồi cạnh. Trông mặt mũi thanh niên rất bình thường nhưng vải vóc trên người trông có vẻ rất đắt, y quay đầu nhìn cô, vẻ mặt lộ rõ nét ngu xuẩn bất chính. Muội là người em gái trong 2 anh em song sinh ở Dạ Du Cung đúng không? Sao trước đây không thấy muội, ca ca của muội đâu? Tên thanh niên sắp tới bắt chuyện. Liêu Đình Nhạn cảm thấy có thể hắn sắp phải chết tới nơi rồi, không kiềm được nhìn hắn thương xót. Tên thanh niên càng sắp tới gần hơn, ta tên Tề Lạc Thiêm, muội tên Vĩnh Linh Xuân đúng không? Quan hệ giữa Tề gia chúng ta và Mộc gia vẫn luôn rất tốt, muội có thể gọi ta là Tề đại ca. Sau này không chừng ta còn có thể chăm sóc muội. Tề, hình như một trong số quả cầu hôm qua bé rắn đen nghịch có chữ Tề. Vĩnh Linh Xuân cũng khá xinh xẻo, cô đại tiểu thư này tính tình không được tốt, trông cực kỳ kiêu ngạo nhưng bây giờ dưới lớp da này là Liêu Đình Nhạn, trông cô có vẻ vô hại, lại còn hơi buồn ngủ, rõ là rất mềm mỏng. Tề Lạc Thiêm cực thích mấy tiểu cô nương mềm mại như vậy, thấy cô không có phản ứng gì còn nghĩ là cô đang xấu hổ. Càng xích tới gần hơn muốn sàm sỡ. Đột nhiên hắn khóc thét cả lên, bụng lấy mông nhảy thót lên từ chỗ ngồi. Vị tu sĩ Nguyên Anh nghiêm khắc đang giảng bài tối sầm mặt, đuổi y ra khỏi lớp với lý do không có phép tắc. Liêu Đình Nhạn mang vẻ mặt chăm chỉ của học sinh ngoan tiếp tục nghe giảng, thầm nghĩ cái trò băng châm học theo Tư Mã Tiêu hôm qua cũng khá có ích. Cô vừa ngưng thử mấy cây băng châm đâm vào mông anh trai kia. Chỉ là nghiệp vụ chưa được chuyên nghiệp lắm, đâm một cái đã tan mất rồi, làm đít quần anh trai kia ướt cả mảng. Trông y đi ra với cái dáng vẻ khó chịu như vậy, chắc là mông lạnh quá. Liêu Định Nhạn bỗng nhiên cảm nhận được niềm vui sướng từ việc ăn hiếp người khác. Bài học hôm nay sẽ nói về thần hồn và linh phủ. Vị Nguyên Anh nghiêm khắc đứng lớp hắng giọng. Liêu Đình Nhạn bị 2 từ khóa thần hồn và linh phủ làm tuột mút. Nghe thấy giáo viên răn đe mọi người, linh phủ của một người là nơi bí mật nhất, nhất định phải bảo vệ tốt, nếu bị người khác xâm nhập vào linh phủ thì chỉ có từ chết tới bị thương. Có học sinh hỏi, vậy đạo lữ thì sao? Mấy học sinh này trông có vẻ chỉ cỡ 10 mấy 20 tuổi, cũng có đứa nghịch ngợm phá phách, giống y như vài bạn học trước đây của Liêu Đình Nhạn. Học sinh tai quái hỏi câu này quả nhiên làm dậy lên mấy tiếng cười khúc khích với bàn bạc lao xao dưới lớp. Giáo viên hậm hực, dù là đạo lữ song tu cũng sẽ không dễ dàng đi vào linh phủ của người khác. Đây là hành động rất nguy hiểm. Nếu các ngươi may mắn có thể gặp được đạo lữ đồng đạo đồng tâm cộng khổ sống chết có nhau thì có thể thử. Nhưng hiện giờ các ngươi vẫn còn trẻ, không nhận thức được cái ác, nhất định không được siêu lòng theo vui sướng nhất thời mà thử chuyện này với người khác. Nghe tới đây Liêu Đình Nhạn đã hiểu được, thì ra tiết này là giáo dục giới tính ở thế giới này. Cô nghĩ tới mình và Tư Mã Tiêu, cảm thấy mình giống như học sinh thử trái cấm. Giáo viên vẫn đang nhấn mạnh tính quan trọng và khả năng sát thương của thần hồn, thần tư và thần thức, cùng với tính bí mật của linh phủ. Giao thoa thần hồn là mối liên hệ gắn bó nhất. Từ trước đây, trong Canh Thần Tiên Phủ đã có mấy đôi đạo lữ nổi danh trong tu tiên giới. Lúc nào cũng vậy, trong số họ có một người chết thì người kia cũng sẽ không cách nào sống tiếp. Đây là bởi vì liên hệ thần hồn quá mức chặt chẽ, tình cảm sâu sắc đến không cách nào xa rời được đối phương. Vậy nên các ngươi nhất định không được dễ dàng trong chuyện này. Liêu Đình Nhạn. Chương 35, Yến tiệc. Tối hôm đó Liêu Đình Nhạn không ngủ sớm được, đương nhiên không phải là vì bài học sức khỏe vệ sinh sinh lý ban sáng giáo viên giảng trên lớp mà là vì cô đã được bạn học mời tham gia yến tiệc. Thân phận hiện giờ của cô là Vĩnh Linh Xuân, đại tiểu thư Dạ Du Cung, ở tầng lớp thân phận này thì ngoài ăn chơi giải trí ra mọi người còn cần mở rộng quan hệ. Vậy nên việc tụ tập ăn uống là không thể thiếu. Cả lớp đều đến, Liêu Đình Nhạn cũng chỉ đành đi theo. Dù gì nô lệ của công ty thì cũng cần xã giao, cô không có giả tạo. Bữa tiệc do hai học trò một nam một nữ thân phân cao nhất dẫn đầu, đi ngắm đời sống buổi đêm ở Cẩm Tú Họa Đường ngoài thần phủ học. Nam nữ chia nhau ra ngồi, có thể nhìn thấy nhau qua ánh đèn và hoa mông lung, có nhạc công ngồi dưới tán hoa đàn ca múa hát, có người hầu dọn thức ăn rót rượu, cảnh tượng hết sức hào nhã thiện lành đến mức khiến người lớn Liêu Đình Nhạn có chút thất vọng. Vĩnh Linh Xuân ngồi giữa bên phía nữ, vào chỗ chưa được bao lâu, mọi người bắt đầu uống rượu trò chuyện, có thị nữ hai bên hầu hạ. Linh Xuân, tôi nghe nói cô tới thần học phủ cùng huynh trưởng, sao không thấy huynh ấy đâu? Liêu Đình Nhạn chỉ đành bỏ viên thịt hình hoa thực dược đang cắn dở xuống. Huynh trưởng có việc quan trọng khác cần phải làm, chắc mấy ngày là về thôi. Nữ tử trông xinh đẹp yếu ớt choàng lấy tay cô, nếu mấy ngày này cô không có ai bồi bạn, vậy cùng lên lớp với tôi đi, tôi cũng có một mình thôi, cô đơn lắm, chỗ chúng ta ở cũng không cách nhau xa đâu. Trông biểu hiện của nàng có vẻ mình biết nàng là ai, vậy nên cũng không thèm nói tên nhưng Liêu Đình Nhạn rất nhức óc, cô có quen bé này đâu. Hết cách, chỉ đành diễn thôi. Dùng năng lực xã giao rèn được trong mấy năm trời làm pet công ty, hàn huyên xong lại thuận lợi tiễn cô nàng đi. Một người vừa mới đi lại một người nữa tới, cô nàng lần này trông đáng yêu ngọt ngào, tính tình có vẻ không ổn lắm, vừa tới đã nói, có phải lúc trên lớp cô gây chuyện với biểu huynh ta không? Có phải là cô khiến huynh ấy bẽ mặt không? Cái người cô gây chuyện là cái tên họ Tề bị cô chọt mông còn gì. Liêu Đình Nhạn hết sức vô tội. Vẻ mặt hoang mang không hề giả chân khiến người ta không thể nào nghi ngờ cô. Tôi đâu có đâu, lệnh biểu huynh là vị nào thế? Skill số 1 của cá muối, sao cũng được, ok hết, em sao cũng được. Skill số 2 của cá muối, hả? Gì? Ai biết gì đâu. Tiễn em gái này xong, Liêu Đình Nhạn lại ăn một miếng thịt viên, còn chưa kịp nuốt, người thứ ba lại tới bắt chuyện. À này rõ ràng là không có thiện chí, tới là để kiếm chuyện. Dô, người của Dạ Du Cung các người mà sao cũng tới cầu học ở Canh Thần Tiên Phủ ta. Mà cũng khó trách, cái xó Dạ Du Cung nhỏ như vậy, cũng chả được bao nhiêu người, e đúng là chả ai dạy được các người. Liêu Đình Nhạn bỏ đũa xuống, hết sức thành khẩn, đúng rồi, cô nói đúng á. Skill thứ 3 của cá muối, đúng rồi, không có sai đâu, mày nói gì cũng đúng hết á. Cô em, ta thấy linh căn của cô có vẻ cũng chả tốt gì, tới chắc cũng chả tu được gì, thôi thì sớm tìm đạo lữ đi cho có chỗ dựa. Liêu Đình Nhạn, được thôi, cô nói chí phải. Cô em, hôm nay cô tới đây không lẽ là để tìm đạo lữ? Tiếc là cô không với tới gia thế của các vị đồng đạo ở đây. Tốt nhất là cô nên tự hiểu đi. Liêu Đình Nhạn, đúng rồi, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Cô em, đờ mờ. Cô em tới gây hấn lại bị phản công, còn tức muốn chết, cắn răng bỏ đi. Thầm nghĩ không phải bảo là Vĩnh Linh Xuân tính tình nóng này, hở chút là nổi đóa sao. Sao mà như khúc gỗ nói gì cũng không phản ứng vậy. Tiễn Vong đi rồi, Liêu Đình Nhạn cuối cùng cũng có thể ăn trọn viên thịt, thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở đây chả có ai tới là để ăn cả, ai cũng đang trò chuyện không ngớt, cô ăn có viên thịt mà còn bị gián đoạn 3 lần. Cô ăn xong lại đi múc một bát canh màu trắng, mùi vị thơm ngon ngọt mát, coi như không tệ. Đãi ngộ ăn uống mấy ngày nghỉ mát này của cô cứ lên voi xuống chó. Ban đầu ở Tam Thánh Sơn tới đồ ăn cũng phải tự chuẩn bị, lúc đó tới lát thịt khô cũng không có mà ăn. Sau đó ra khỏi Tam Thánh Sơn, qua mấy ngày phiêu bạt, tới Bạch Lộc Nhai lại muốn ăn gì chỉ việc dặn. Các món ngon đa dạng được đưa tới mọi lúc mọi nơi tùy ý lựa chọn, đồ ăn lúc đó cũng là ngon nhất. Sau đó gây chuyện phải chạy giữ mạng, lại bắt đầu tự kiếm ăn, may là có chuẩn bị đồ ăn lót dạ. Còn bây giờ thì tuy là đồ ăn không so được với lúc ở Bạch Lộc Nhai nhưng cũng ổn so với mấy lúc khác rồi. Lúc ăn mõng canh thứ 2, lại có một em gái lân la mò tới nói với cô, tính tình cô tốt thật đấy, ban nãy Nguyên Dung Tuyết nói cô như vậy mà cô cũng không giận. Liêu Đình Nhạn, có gì đâu. Dù gì cô ả mắng Vĩnh Linh Xuân chứ có liên quan gì tới Liêu Đình Nhạn cô đâu. Bây giờ cô là người phe boss sư tổ Tư Mã Tiêu rồi. Mà thân phận của Tư Mã Tiêu ấy thì tương đương với đứa cháu trai của chủ tịch hội đồng quản trị công ty ấy. Có sẵn ghế trong ty, mấy lão làng trong công ty ngoài mặt thì nâng hắn lên. Thực tế thì chỉ muốn hạ bệ hắn, hiện giờ đã đè hắn xuống chi nhánh con làm nền. Mà cũng không phải nói là cái tên boss thân cô thế cô nhưng bị điên này chủ động ra quyết định làm đá lót đường để lật đổ công ty mà mình không ưa. Thân là trợ lý thân cận của boss, cô không có gì phải sợ. Mấy cái khác không nói, xếp lớn chụp mũ người khác đúng là đỉnh của chóp. Mọi người ăn uống một lúc lại càng nhộn nhịp hơn, bắt đầu nói về mấy tin tức nội bộ, có người ra vẻ bí mật nhắc, các người có biết gần đây nội phủ đã xảy ra chuyện lớn. À, có phải chuyện liên quan đến vị sư tổ kia không? Mặt ai nấy cũng đều hóng hớt, ra hiệu mờ ám, bàn luận chuyện về Từ Tạng đạo quân. Những người này đều là công tử tiểu thư gia tộc lớn trong các nhánh, tuổi tác cũng còn nhỏ, vậy nên họ cũng không biết gì nhiều nhưng cũng biết nhiều hơn người thường. Liêu Đình Nhạn vẫn luôn khó hiểu, Tư Mã Tiêu gây chuyện lớn tới vậy, lại giết không ít mấy sếp cao cấp, sao Canh Thần Tiên Phủ lại như không có gì xảy ra, còn không ai bàn về chuyện hệ trọng này. Bây giờ cuối cùng cũng nghe có người nhắc, cô cũng vểnh tai lên hóng hớt. Nghe nói sư tổ nổi trận lôi đình, giết chết không ít người chỉ vì một nữ đệ tử ngài ấy sủng ấy nói ra nói vào bên tai ngài ấy. Trưởng môn còn phải giúp ngài ấy giấu chuyện này cơ. Nghe nói là sư tổ có tranh chấp với trưởng môn, giờ đang bế quan ở Bạch Lộc Nhai ấy. Liêu Đình Nhạn, dẹp đi, tin vịt. Bị mấy người họ che giấu sự thật hết cả rồi. Hồi trước tôi còn nghĩ sư tổ xuất quan, Canh Thần Tiên Phủ sẽ vững mạnh hơn. Giờ xem ra sư tổ này không tốt lành gì. Mọi người im ắng cả trước lời nói quá sức thẳng đột này, dù có người thật sự nghĩ vậy trong đầu cũng không dám phun ra, hơn nữa còn có nhiều người nghĩ khác hoàn toàn. Một nam tử trong có vẻ kiêu căng nói, tu sáu của sư tổ cực kỳ cao, còn là hậu duệ cuối cùng của tộc Tư Mã, tùy tiện chút cũng bình thường thôi, mọi người cũng đã đọc Canh Thần Sử cả rồi, con cháu Tư Mã như sư tổ không nhiều, thế nhưng mỗi người họ cuối cùng đều trở thành trụ cột của Canh Thần Tiên Phủ ta. Đem vinh quang đến cho tiên phủ ta, là một tiền bối đại năng đáng được sùng bái và kính trọng. Nếu có cơ hội, tôi cũng tình nguyện chết vì sư tổ. Còn có rất nhiều người nghĩ như nam tử này, đa số họ cảm thấy giết vài người cũng chả sao, chỉ cần đừng có giết tới họ, tất nhiên là họ bằng lòng đi theo nhân vật lớn mạnh như thế. Tiếc là Tư Mã Tiêu không có ý định lôi kéo thế lực rồi mới đi đấu với người ta. Từ đầu tới cuối hắn không hề giấu sự chán ghét đối với cả Canh Thần Tiên Phủ, muốn làm gì cũng làm một mình. Ăn xong chưa, ăn xong rồi đi về. Nhắc sư tổ tới. Tư Mã Tiêu mất tích 1 ngày rưỡi đội khuôn mặt của Vĩnh Thi Thu xuất hiện đột ngột, đứng cạnh Liêu Đình Nhạn mà nói. bởi vì lúc này mọi người đang im lặng, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Tư Mã Tiêu không thèm để tâm, chỉ ra dấu cho Liêu Đình Nhạn. Liêu Đình Nhạn bỏ hẳn bát canh chỉ mới ăn một nửa xuống, đứng lên đi với hắn. Gượm đã, là Vĩnh Thi Thu của Dạ Du Cung đúng không? Hôm nay tôi cũng sư đạo hữu Thiết Yến ở đây, để học trò mới chúng ta làm quen với nhau. Sao lại phải đi gấp vậy? Hay là ở lại cùng lệnh muội? Lát nữa còn có tiết mục đặc sắc, bỏ qua là đáng tiếc lắm. Nam tử dẫn đầu mở lời níu kéo. Tư Mã Tiêu liếc nhìn hắn với ánh mắt nhìn con kiến bò qua chân. Thiết Yến, ta thấy các người chỉ thích luyên thuyên mà. Liêu Đình Nhạn nói đúng quá trời, nói ra lời từ sâu thẳm trong tâm hồn mình, đúng là sếp. Tư Mã Tiêu quay đầu nhìn cô với vẻ mặt nhìn thấy đứa con của mình nửa tháng không gặp đã gầy đi rồi. Liêu Đình Nhạn, chắc mình nghĩ sai rồi. Hai huynh muội giả lướt nhìn tất cả mọi người, thẳng thừng rời khỏi tiệc, bỏ lại sau lưng những khuôn mặt ngượng nghịu không vui. Nàng thích nơi đây sao? Tư Mã Tiêu đi trên hành lang thủy tạ, tiện hỏi. Liêu Đình Nhạn chẹp miệng, cũng tạm được, đồ ăn ngon hơn trong học phủ. Tư Mã Tiêu không mấy hiểu được nỗi niềm của cô với đồ ăn, tu sáu của nàng bây giờ hoàn toàn không cần ăn mấy thứ này, ngoài cái đã miệng ra chẳng được lợi gì. Liêu Đình Nhạn, tôi ăn cho đã thèm mà. Cuộc đời tên tổ tông này nhạt nhẽo vô vị quá trời, một người nếu đến việc ăn ngon ngủ ngon cũng không làm được, thật sự mất đi rất nhiều ý nghĩa cuộc sống. Liêu Đình Nhạn, thật ra ngài cũng có thể thử những món ngon khác nhau, rất có hiệu quả trong việc duy trì tâm trạng vui vẻ. Tư Mã Tiêu nhàm chán thở hà một hơi. Họ không rời khỏi Cẩm Tú Họa Đường vì tối nay Liêu Đình Nhạn chỉ mới ăn thịt viên với nửa chén canh, ăn còn chưa đủ, thế nên họ gọi một bàn khác, Liêu Đình Nhạn ăn, Tư Mã Tiêu ngồi thẫn thờ một bên. Nhìn ở một góc độ nào đó, Liêu Đình Nhạn cảm thấy tổ tông giống như một đứa trẻ tự kỷ lầm lì. Tư Mã Tiêu, ta có thể biết được nàng đang nghĩ gì? Liêu Đình Nhạn lắc não, bắt đùa bật nhạc nền bài Trung Quốc trên đầu lưỡi, mà ăn, còn không ngừng dùng giọng điệu của mấy tiểu đương gia quần chúng khen đồ ăn ngon. Tư Mã Tiêu nhìn cô chằm chằm. Liêu Đình Nhạn, hay ngài thử miếng đi. Tư Mã Tiêu sắp tới, ăn miếng canh trứng trên muỗng của cô. Liêu Đình Nhạn, còn một chén nữa kìa, sao cứ dành của tôi hoài vậy, dành ăn của người khác anh ăn mới vô đúng không? Cô bỏ muỗng xuống, lấy đũa gắp một cái trứng chim trắng tròn như chân trâu, nhanh chóng nhét vào miệng, nở nụ cười không hề giả chân với Tư Mã Tiêu. Hai, tôi nhét vào họng luôn rồi nè, đờ mờ anh dành nữa đi. Tư Mã Tiêu kéo cằm cô, nhích lại gần. Liêu Đình Nhạn. Lúc đầu lưỡi mềm mại dán vào nhau, Liêu Đình Nhạn tê liệt cả não, như nhớ lại khoảnh khắc nào đó khi thần giao. Tư Mã Tiêu buông cô ra, tựa bên mép bàn, nhai nhai trứng chim trong miệng. Liêu Đình Nhạn vô thức nhếch miệng, nhận ra trong miệng không có gì ngoài nước bọt. Lúc cô nuốt nước bọt theo phản xạ, hình như Tư Mã Tiêu có nhoẻn cười nhưng nụ cười của hắn rất nhanh chóng và nhàn nhạt, lập tức lại trưng ra cái mặt khó ở. Cái này có cái gì ngon đâu. Liêu Đình Nhạn muốn nhét hết cả chén trứng vô họng hắn, sau đó đổ nước canh vào trong lỗ mũi hắn. Ngay tiếp theo, Tư Mã Tiêu bưng bát canh trứng kia lên, đổ hết cả cái lẫn nước vào khóm hoa bên cạnh. Làm xong đã đời, hình như hắn còn ngơ một chút mới ném cái bát không lên bàn lại. Liêu Đình Nhạn, đờ cờ mờ. Cách đó không xa có vị công tử họ Tề nào đó tới trễ vào nhầm đây, đúng lúc hứng chọn cảnh tượng ban nãy, lúc này sắc mặt đang biến hóa khôn lường, hết sức khó coi. Tề Lạc Thiêm nhìn ra đôi nam nữ đang hôn hít thân mật liếc mắt đưa tình bên kia, cô gái kia không phải là Vĩnh Linh Xuân mà y để ý sao? Y còn chưa cướp được về tay, không ngờ lại bị người khác võng tay trên, cái tên nam nhân bên cạnh lại là chui từ đâu ra? Tề Lạc Thiêm chỉnh trang lại vẻ mặt rồi bước tới, làm bộ làm tịch nói với Liêu Đình Nhạn, Linh Xuân muội muội, sao muội lại ở đây, không phải là cùng tham gia hoa dạ yến với những người khác sao? Lại nhìn Tư Mã Tiêu, không biết vị này là. Liêu Đình Nhạn hoàn toàn không biết cái cảnh vừa rồi đã bị người này nhìn thấy, đây là huynh trưởng của tôi, Vĩnh Thi Thu. Vẻ mặt của Tề Lạc Thiêm nhất thời cứng nhắc, trong não y lóe qua rất nhiều suy nghĩ ô uế, cuối cùng hội tụ thành bốn chữ, huynh muội loạn luân. Tư Mã Tiêu nửa cười nửa không nhìn y, dùng muỗng vít vít cái món ăn nhạt thách trước mặt, không có gì thì cút. Tề Lạc Thiêm nhìn họ khinh rẻ, sau đó không nói câu nào cứng mặt bỏ đi. Liêu Đình Nhạn chấm hỏi đầy đầu, sao hắn lại mặt mày như táo bón vậy? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.